hoa rơi chất thành sự bạc bẽ ni phàm trần. Bay theo gióng chẳng để lại dấu vết. Xin mượn thời gian một giọt mực, viết lại chuyện ta và người. Chia ngọt sẻ bùi cùng rong ruổi đất trời. Máu nhuộm thấm, số phận đan xen, nhân quả khó gỡ. Tạo thành duyên cớ gặp gỡ trong thời loạn. Kề vai sánh bước vượt qua gian khó. Tìm lại những ly hợp. Binh đao lác đác, trăng sáng soi thành cổ. Ta nguyện dốc một thân gan dạ. Thiết mã chiến ca hướng tới mây trời. Chỉ vì một câu không hối hận. Trận sinh tử không phá không về. Mặt tháng năm trôi vật đổi sao dời. Núi sông có tận cùng người cũng không chia ly. Băng qua khói lửa lại bầu bạn cùng người. Lưu Thủy Điều Điều chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tiêu Lâu. Tập 36. Quận chúa Vĩnh An, cô có nhận tội hạ độc bệ hạ trong yến tiệc gia đình mấy hôm trước không? Ta không nhận tội. Ta không hề hạ độc, đã có người đổ tội cho ta. Cô có chứng cứ gì? Bổn quan đã đích thân điều tra trong canh phù dung bạch quảm cô dâng lên có độc cửu tiết đào. Cô còn đòi chứng cứ gì nữa? Theo đại nhân thấy, thì ta hạ độc vào lúc nào và ở đâu? Độc cửu đào tiết dùng từ miệng vào bụng, cần bao lâu mới phát độc? Có ai mượn tay tả hãm hại bệ hạ không? Vu đại nhân còn trừ tra những chuyện này. Đã nói ta là người hạ độc, vậy ta hỏi thêm Vu đại nhân, ngoài ta ra, ngài có nghiêm túc điều tra nghi phạm khác không? Ta nhớ hôm đó, đại nhân dẫn đại lý tướng hiện trường kiểm tra, mà chỉ kiểm tra đồ đựng thức ăn, chứ không kiểm tra thứ khác. Sao Vu đại nhân dám chắc chắn là độc ở trong đồ ăn? Vu đại nhân vô tình bỏ sót, hay là cố tình làm lơ? Giang Từ, cô, Vu đại nhân đừng nóng giận. Lời của quận chúa Vĩnh An vẫn có chỗ đáng tham khảo. Các vị, gần đây ngự sử đài lại có được hai chứng cứ mới. Hai món vật chứng này cho thấy vụ án khó bề phân biệt, rất nhiều nghi vấn. Rất có thể hung thủ là người khác. Người đâu, đem chứng cứ lên. Đây là vật chứng đầu tiên. Hôm trước, Thái tử Phi cũng trúng độc cửu tiết đào ở Đông Cung. Sau khi kiểm tra, độc này bám vào trong chậu tùng, trúc, mai. Mà tùng, trúc, mai này được Đông Cung chuẩn bị cho bệ hạ trong yến tiệc gia đình. Thái tử Điện Hạ, mời ngài nói vài câu. Bởi vì Đông Cung phụ trách buổi tiệc, nên ta đặc biệt hái chút hoa cỏng vào chậu nước. Nếu tùng, trúc, mại phụ hoàng dùng có độc thì ta đã trúng độc từ lâu rồi. Còn chuyện hôm sáu thái tử phi trúng độc, e là có người muốn vu khống hãm hại. Vu khống hãm hại, hay là nhân quả báo ứng? Rửa tay thì rửa tay, sao đại huynh lại để phụ hoàng tùng, trúc, mai gì đó? Còn chuẩn bị điểm tâm cần dùng tay để cho phụ hoàng. Điểm tâm không có độc, vậy tại sao Vu đại nhân chỉ kiểm tra thức ăn chứ? Vậy thì thần không biết quỷ không hay nhỉ. Nếu ta là hung thủ thì sao lại không tiêu hủy cỏ độc mà để nó làm hại người ở Đông Cung chứ? Chắc chắn có người nhắm đến Đông Cung âm thầm biến trúc, mai thành cỏ độc. Ân ngự sử, vật chứng thứ hai là gì? Vật chứng thứ hai là dao lạng thịt ngỗng dính độc cửu tiết đào. Gần đây,
được phát hiện trong gống tro gần phủ Trang Vương. Trang Vương điện hạ, cũng mời ngài nói vài câu. Đúng là bổn vương đã đem con dao này yến tiệc gia đình. Bổn vương không biết vì sao nó lại xuất hiện ở hố tro, chắc là muốn tiêu hủy chứng cứ. Nếu con dao này là hung khí thì để lau độc trên cây dao là được rồi, cần gì cố tình che giấu để thu hút sự chú ý chứ. Vả lại, con dao này sớm muộn gì không có độc, mà lại vô duyên vô cớ dính độc. Sau khi điều tra ra có độc ở Đông Cung, lẽ nào không phải có người muốn di dời tầm mắt nên đẩy bổn vương gánh tội? Nếu ai cũng có hiềm nghi, sao Vu đại nhân lại cho rằng là ta chứ? Nếu như ngài kiểm tra kỹ càng ngay lúc đầu thì không chỉ phát hiện trong canh của ta có độc, ta cũng không cần chịu những chuyện này. Vĩnh An yên tâm, bây giờ mọi việc đã rõ ràng, chắc chắn có người muốn hãm hại muội. Ta sẽ khiến sự thật được sáng tỏ, trả lại công bằng cho muội. Ta mới vào cung chưa lâu, chưa từng kết oán với ai. Trên phố lại có tin đồn về cha ta khắp nơi, chỉ sợ có người cố tình sắp đặt từ trước với mục đích khác. Vẫn mong các đại nhân minh giám. Bổn vương đã nghe chuyện lời đồn lâu rồi. Phụ hoàng gặp nạn, không cần nói cũng biết ai được lợi nhiều nhất. Cho dù phụ hoàng có phúc lớn để qua khỏi kiếp nạn này, có người cũng có thể mượn cới họa con gái Tề Vương để khống chế dư luận, nịnh hót phụ hoàng. Rốt cuộc ai là người âm thầm gây rối, tung tin đồn khiến tà phụ hoàng bất hòa thì trong lòng đệ biết rõ. Tam quan, đệ có ý nghĩ xấu xa nên mới không màng lễ phép đạo nghĩa làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Nếu đại huynh muốn úp cái nồi lớn như vậy lên cho ta, vậy hôm nay bổn vương nói rõ cho đại huynh nghe, ai mới bất trung bất hiếu, cô thần nghịch tử. Bệ hạ giá đáo. Thần tham kiến bệ hạ. Nhi thần tham kiến bệ hạ. Bình thân tạ phụ hoàng, tạ bệ hạ. Phụ hoàng tỉnh lại lúc nào vậy? Còn thấy khó chịu không? Phụ hoàng hồng phúc tề thi. Đây là may mắn của mọi người. Không cần thẩm vấn vụ án này nữa, trẫm đã biết người hạ độc rồi. Vâng, bệ hạ, dẫn phạm nhân lên. Lão nô khấu kiến bệ hạ. Tự Trúc Cà, ngươi theo trẫm bao lâu rồi? Bẩm bệ hạ, năm nay đã tròn 40 năm rồi. 40 năm này trẫm đối xử với ngươi thế nào? Bệ hạ có ơn rất lớn với lão nô. Cho dù lão nô hầu hạ bệ hạ 40 năm nữa cũng chưa thể đền đáp được. Bây giờ Dục Nhi bị Vệ Chiêu lợi dụng, trẫm không thể trở mắt nhìn con trai mình bị người đời ghét bỏ. Ngươi ở bên trẫm lâu năm, nhìn thấy hoàng thất tranh giành nhau sẽ khiến triều đình rối loạn thế nào? Tự Trúc, ngươi hãy gánh lấy chuyện này, không chỉ là vì trẫm mà còn vì xã tắc, vì người dân. Lão nô xin trung thành với bệ hạ. Bệ hạ, ngài cứ yên tâm, lão nô đã biết nên làm thế nào rồi. Nửa đời còn lại của lão nô sẽ không bước vào khánh khang, những chuyện trong cung sẽ không nhớ tới, không nhắc tới.
Đào tổng quản, ông. Ông hầu hạ bệ hạ nhiều năm, tại sao lại hãm hại bệ hạ chứ? Lão nô không có ý làm hại bệ hạ. Lão nô chỉ muốn giải quyết Giang Từ thay bệ hạ thôi. Tại sao chứ? Bệ hạ, Giang Từ nhận giặc làm mẹ, có mưu đồ xấu xa. Lão nô đã khuyên bệ hạ nhiều lần, nhưng bệ hạ vẫn nghĩ đến tình huynh đệ với Tề Vương, lúc nào cũng bảo vệ Giang Từ. Nhưng Giang Từ thì sao? Cô ta không biết điều, còn lợi dụng thời gian hôn lễ để tạo cơ hội cho thích khách ám sát bệ hạ. Sao lão nô tha cho cô ta được? Ta và sư phụ không hề muốn về Khánh Thành. Là bệ hạ ra lệnh giữ bọn ta lại. Sau khi vào cung ta cũng chưa từng gặp sư phụ. Cũng không muốn lấy chồng, sao nói ta tạo cơ hội ám sát chứ? Trước nay cô lanh mồm lẻo mép, nhanh mồm nhanh miệng, tất nhiên không thừa nhận. Bệ hạ, mẹ thần gây ra tội tày trời. Tội thần không có mặt mũi gặp ai, nhưng thần hiểu quận chúa vĩnh an. Thần xin dùng tính mạng đảm bảo quận chúa sẽ không làm chuyện như vậy. Trẫm biết. Bắt giam Đào Tử Trúc trước, rồi chờ xử lý. Tạ bệ hạ long ân. May mà phụ hoàng kịp thời tỉnh lại, mới có thể xoay chuyển tình hình. Trẫm đã nghe hết những chuyện gần đây, trẫm không yên lòng chút nào. Vĩnh An, ngươi chịu thiệt thòi rồi. Về Dục Thuần Hy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nếu không còn việc gì khác, thì chúng khanh lui xuống đi. Nhi thần cáo lui, thần cáo lui. Vệ Chiêu, ngươi ở lại. Quận chúa, nô tỳ đưa người về Dục Thuần Hiên. Chuyện gì vậy? Thiếu chủ dặn dò bại bất chấp đưa quận chúa ra khỏi cung. Quận chúa muốn đi đâu vậy? Ta muốn đi ra ngoài mua hoa, ngươi tránh ra đi. Cô giỏi làm bộ làm tịch, giống phu quân của mình thật. Buồn cười, ta lấy đâu ra phu quân? Thân phận của Vệ Chiêu đã bị bại hôm lộ nay rồi, là ngày chết của hắn. Bắt cô ta lại. Vâng, cho ta. Đi. Đuổi theo cho vâng ta. Huynh ấy bị lộ rồi à? Vậy thì cô càng nên đi. Không, hắn liều mạng để đưa cô ra khỏi cô. Cô không được phụ công sức của hắn, huynh ấy sẽ chết đó. Tiểu Từ, tha thứ cho ta đi. So với việc nhốt cô trong chỗ nhỏ hẹp này, thì nên thả cô ra bầu trời rộng lớn. Tam Lang muốn thế, ta cũng vậy. Ta đi dụ đám binh lính, mau đưa cô ấy đến tập hợp với người của các vâng cô. Mau lên. Bệ hạ vừa khỏi bệnh, đánh cờ như vậy có hơi vất vả. Nằm mấy ngày rồi, nên vận động đầu óc. Mấy ngày nay, Thanh cũng tốn sức rồi. Thần chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi. Trẫm nghe được một chuyện kỳ lạ. Vĩnh An từng gả cho người khác. Phu quân chính là Tiêu Vô Hà của Lạc Nguyệt. Tiêu Vô Hà lại là ai nữa? Con trai thành chủng Nguyệt Lạc Tiêu Hải Thiên, năm xưa từng mưu hại Tề Vương. Thì ra là hắn. Nguyệt Lạc tiếp giáp với Lương Châu. Lần trước Khanh đến Lương Châu làm việc mà không gặp được Tiêu Vô Hà sao? Thần nhận lệnh của bệ hạ đến Lương Châu thu thập chứng cứ phạm tội của Lư Du. Làm gì rảnh rỗi quan tâm cái tên Tiêu Vô Hà chứ?
Nhưng Trẫm nghe nói ngươi không đóng giữ ở Lương Châu. Khanh đã chống lại phản nghịch họ Lư thế nào? Đối phó loại người gian manh như Lư Du thì thần phải âm thầm hành động, tập kích bất ngờ. Muốn làm chuyện lớn thì phải biết cách che giấu, khiến người ta không thể đoán trước được. Trẫm thấy Tiêu Vô Hà này kỹ ẩn giấu rất kỹ. Bệ hạ liên tục nhắc đến Tiêu Vô Hà, có phải vì Tề Vương không? Trẫm không muốn lặp lại chuyện cũ, nhưng nếu hắn biết sửa sai thì Trẫm sẽ cho hắn một cơ hội. Nếu hắn thật lòng với Vĩnh An, Trẫm sẵn lòng tác thành mối nhân duyên này. Chỉ cần hắn trung thành với Trẫm và Đại Lương, Trẫm sẽ cho hắn một tương lai tốt đẹp. Nghe điều kiện bệ hạ đưa ra thì có vẻ rất phong phú. Nhưng trên đời này, có người mong dung mạo xinh đẹp, có người mong danh vọng giàu sang, có người lại chỉ mong tâm nguyện lâu ngày được thực hiện. Vậy Khanh nói xem hắn mong điều gì? Tiêu Vô Hà ư? Sao vệ chưa biết Tiêu Vô Hà mong điều gì được? Vậy Khanh mong điều gì? Điều vệ chiêu mong cầu là không thẹn với lòng. Khanh đã theo Trẫm hơn chục năm, luôn là người Trẫm tín nhiệm nhất. Chỉ cần Tam Lang mực trung thành với Trẫm, cho dù Tam Lang phạm phải lỗi gì thì Trẫm cũng đều tha thứ. Vệ chiêu chưa từng sai sót, cũng không phạm sai lầm. E là thần không có phúc hưởng ân xá của bệ hạ. Bệ hạ, chiến thắng sát sao? Hay lắm Tam Lang. Khanh thực sự hành động bất ngờ, rút củi dưới đáy nồi. Bàn cờ thay đổi trong chốc lát. Thần nghĩ lòng bệ hạ có nhiều lo âu, mới để Tam Lang chuyển bại thành thắng. Bình tĩnh điềm đạm, không hổ là chỉ huy sứ Quang Minh mà một tay Trẫm đề bạt. Nhưng ván cờ này vẫn chưa kết thúc, vẫn còn một chuyện nữa. Trẫm định sửa đổi kỳ hạn tiến cống nô lệ thành 3 lần trong 1 năm. Từ nay trở đi, già trẻ đều phải vào làm nô ở Đại Lương ta. Trẫm muốn ngươi đích thân đi lo chuyện này. Nếu làm tốt, sau này sẽ không ai có thể làm lung lay vị trí của ngươi ở Đại Lương nữa. Lần trước bệ hạ hạ chỉ cho Nguyệt Lạc, nói là Tề Vương mất ở Nguyệt Lạc. Lần này bệ hạ định dùng lý do gì? Không cần lý do, Trẫm là thiên tử, nói sao thì là vậy. Bệ hạ, Tam Lang có lời muốn nói. Thần muốn khuyên bệ hạ một câu. Nếu đóng dấu, e là bệ hạ sẽ khó đối diện với người trong thiên hạ. Thế ư? Xưa nay bệ hạ luôn coi trọng thánh danh. Kể cả bệ hạ sẵn sàng mạo mạng đến lý do, thì người trong thiên hạ e là vẫn sẽ đoán ra đủ loại lý do. Tin đồn về Tề Vương đã gây xôn xao. Nếu thời điểm này lại làm to chuyện với Nguyệt Lạc, người trong thiên hạ sẽ nghĩ thế nào? Bệ hạ không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng ngay đến cả thái tử biết đặt câu hỏi trước triều. Bệ hạ tỉnh lại sau khi bị đầu độc, triều cương vẫn chưa vững chắc. So với việc đất nước ổn định, Nguyệt Lạc và Tiêu Vô Hà có là cái gì đâu? Kể cả không dùng Nguyệt Lạc thì quân cờ trong tay Trẫm cũng luôn luôn nhiều hơn Tiêu Vô Hà. Khởi tấu bệ hạ, quận chúa Vĩnh An đã bị bắt đi rồi. Bệ hạ, thần khởi tấu chỉ huy sứ vệ chiêu của Quang Minh Ti xúi dục hoàng tử tranh đấu, làm rối loạn triều cương. Xin bệ hạ minh xét. Vệ chiêu, Trẫm liên tục cho ngươi cơ hội, ngươi lại kháng chỉ vì Nguyệt Lạc là tội thứ nhất. Lòng lan dạ thú, xúi dục hoàng tử tranh đấu, nổi dậy chống lại hoàng đế là tội thứ hai. Ngươi thực sự tưởng rằng Trẫm sẽ không giết ngươi ư? Bệ hạ, mọi tâm tư
và hành động của Vệ Chiêu đều không thẹn với lòng. Gian thần Vệ Chiêu không nghe theo thánh chỉ làm loạn triều cương, tội này đáng chết. Tước quan đầy làm nô, đưa vào đấu trường nô lệ, tự sinh tự diệt. Lãm Nguyệt Lâu, Khánh Khang. Giang cô nương, Giang cô nương, cô tỉnh rồi. Có chỗ nào không thoải mái không? Huynh ấy đâu rồi? Đại nhân, bị bắt đi, vì tội âm mưu làm loạn rồi. Người bệ hạ muốn giết là ta. Ta đi thay huynh ấy. Giang cô nương, không được. Đại nhân đã dốc hết tâm sứ mới cứu được. Nếu cô quay lại vào lúc này, tâm sức của đại nhân sẽ đổ sông đổ bể. Dường như con vẫn còn nhiều điều bất mãn với trẫm. Nhi thần không dám. Khi con âm thầm câu kết với Vệ Chiêu thì chẳng có gì không dám đâu. Dục Nhi, con hận trẫm à? Hận. Nhi thần hận phụ hoàng thiên vị. Hận phụ hoàng chưa từng chọn con. Đại huynh sinh ra đã là thái tử, từ nhỏ được phụ hoàng tận tâm dạy dỗ. Còn nhi thần lại ngày ngày được dạy bảo phải là một thần đệ tốt, sống chỉ để phò trợ cho đại huynh. Phụ hoàng đã từng hỏi con rằng con muốn gì chưa? Người có từng nhìn đến con chưa? Nhưng từ trước đến nay, những gì trẫm cho cùng Xí Nhi đều như nhau cả. Vậy sao? Thế tại sao phụ hoàng lại định trước trái tử là đại huynh? Lập dựa vào tài năng trí tuệ, dựa vào con trưởng trực hệ. Cái gì là tài năng? Cái gì là trí tuệ? Khi mà đại huynh nhân từ mềm lòng, vốn không thể giữ được đại lương vang đại thiên thu của chúng ta. Nhưng nhi thần thì khác. Nhi thần quyết đoán hơn huynh ấy, mưu mẹo hơn huynh ấy. Phụ hoàng, người đã chọn sẵn con đường con và đại huynh. Từ nhỏ đã dạy con và đại huynh huynh đệ tương thân, tôn trọng lẫn nhau. Người có từng hỏi côn cam lòng hay không chưa? Người không nghĩ hay là không muốn? Phụ hoàng, hãy cho nhi thần một cơ hội. Nhi thần nhất định sẽ minh cho phụ hoàng thấy con giống người hơn hẳn đại huynh. Xem ra là trẫm bận việc nước, lơ là việc dạy dỗ con. Thế nên mới khiến cóp ủ mầm họa hôm nay. Trẫm hy vọng con vẫn là Dục Nhi của trước kia. Nhi thần hiểu rồi. Nhi thần nhất định sẽ giống Nhược Hoàng mong mỏi, quãng đời còn lại
là một vương gia ăn không ngồi rồi. Tạ ân điển phụ hoàng. Tiên Lương đế, Tạ Đại Lương lúc nhỏ như nước Đại Lương chảy xuôi. Đã nhớ chưa? Con nhớ rồi. Thật thông minh. Cũng đã lâu trẫm chưa gặp con trẫm rồi. Trẫm sai ngự phòng làm riêng cho con bánh ngọt mà con thích nhất hồi nhỏ đào. Tạ ơn phụ hoàng đã quan tâm. Thường đệ, chuyện ngày hôm nay giống trẫm với đệ ngày xưa vậy. Hiện tại trẫm nắm quyền đất nước, quyền thế ngang trời, nhưng thứ duy nhất trẫm không có là sự yêu thương chở của phụ hoàng như đệ. Cha, 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 con đánh thắng trận trở về đây. Cha ơi, cha, cha, con về rồi. Con ở ngay cạnh người. Triệt Nhi, đừng. Cha, người người nói cái gì? Con đang nghe đây. Đừng, đừng làm hại, làm hại đệ, đệ đệ của con. Hiện giờ trẫm đã là cha, cũng bị con trai oán hận, thậm chí có thể lựa giống chọn hệt như phụ hoàng. Nhưng vận mệnh không thể xem là đúng hay sai, chỉ có thiên đạo luân hồi thôi. Báo không có. Báo không có. Tiếp tục tìm. Vâng. Đi. Đợi đã. Đợi đã. Đi đi. Ngươi còn đi theo ta nữa. Đừng trách ta đánh ngươi. Ai đánh ai còn chưa chắc đâu. Các ngươi giấu Giang cô nương ở đâu rồi? Cấp báo. Báo, quân đội cấp báo. Tránh ra, tránh hết ra. Nước Úy giấy binh xâm phạm biên giới phía bắc nước triều đình, cử quân đi dẹp sạch. Chu Châu thất thủ. Lương Châu cấp báo. Thành Nguyệt Lạc, tình hình tiền tuyến thế nào rồi? Lương Châu, khởi bẩm bệ hạ, vua úy Cao Tuyết Thân dẫn quân ra trận, thứ sử Chu Châu đã bị giết. Lương Châu do Du Nhiên khổ sở chống đỡ. Trước kia kẻ phản nghịch họ Lưỡng quân tấn công Nguyệt Lạc gây hỗn loạn ở biên giới, để Cao Tu thừa cơ nắm sơ hở. Bệ hạ, Đại Lương ta tuyệt đối không thể để mặc nước công thành chiếm đất tiếp tục tiến về phía nam được. Phụ hoàng, nhiệm vụ cấp bách là chỉnh đốn đại quân, chi viện cho tiền tuyến, dốc hết sức chống kẻ thù. Thành Nguyệt Lạc, Lương Châu, Khánh Khang, Hiệu Tử Hòa, có thần.
điều động binh mã, chuẩn bị quân nhu, lương thực, thần tuân chỉ. Chúng Khanh gia, ai sẵn lòng dẫn quân ra trận đây? Sao đấy, võ tướng của trẫm mà không có ai dám đứng ra ư? Bệ hạ, thần tình nguyện ra trận. Anh hùng từ thiếu niên. Tốt. Phụ hoàng, lòng thành của Nhạc thống lĩnh khiến nhi thần xúc động. Nhưng Nhạc thống lĩnh chưa cha có nhiều kinh nghiệm. Trận này đối mặt với quân úy nham hiểm, chỉ e là quân ta phải chọn một chủ soái khác mới có thể ổn định được lòng quân. Vậy theo con, ai phù hợp nhất? Theo ý kiến của nhi thần, Kiếm đỉnh hầu Bùi Diễm chính là sự lựa chọn thích hợp nhất. Bùi Diễm cầm quân chinh chiến lâu năm, nhiều lần giao tranh với nước Quý, lập nên chiến công hiển hách. Lần trước Thậm Trình Lật trong trận đánh đẹp phản nghịch họ Lư, nhi thần bằng lòng tiến cử Bùi Diễm. Bẩm bệ hạ, lão thần cũng tiến cử Kiếm đỉnh hầu Bùi Diễm. Ân ái khanh cũng cho là như vậy sao? Bẩm bệ hạ, hiện tại là lúc Đại Lương Tạ bị bao vây tứ phía, là thời khắc sinh tử tồn vong. Đại địch trước mặt, dân Đại Lương ta nên gác lại mọi thứ, đồng lòng chống giặc, vạn người như một. Bất kể Bùi thị trước đẩy phạm sai lầm gì, trước tình thế hiện tại, đều không đáng nhắc tới, cũng không nên nhắc tới. Phủ Kiếm đỉnh hầu An Trừng, Kiến Hiền Tư Tề, mau đi chuẩn bị trường ra trận mọi lúc cùng ta. Hành động này của hầu gia sẽ khiến bệ hạ nghi kỵ. Biên cương hiện nay khó lòng chống đỡ lâu, ta sẽ xin lệnh với bệ hạ, cũng chỉ có cách này mới cứu được hắn. Kiến Hiền Tư Tề, hầu gia có người cầu kiến. Bùi hầu, sao lại là ngươi? Giang cô nương, Bùi hầu đến rồi, tiểu tử. Ta sẽ canh gác bên ngoài. Tiểu Từ, cô vẫn ổn chứ? Có bị thương không? Ta vẫn khỏe, đa tạ hầu gia quan tâm. Ta vẫn luôn tìm cô, không ngờ cô lại ở đây. Lần này Giang Từ tìm hầu gia là vì có một lời thỉnh cầu quá đáng, vì Tam Lang. Giang Từ biết việc này khó xử, nhưng ngoài hầu gia ra không ai có thể nhờ cậy. Giang Từ mong hầu gia ra tay tương trợ, cứu vệ Chiêu ra. Tiểu Từ, hãy đứng dậy đã. Tiểu Từ không cần nói nhiều, dù hôm nay cô không nói, ta cũng sẽ tìm cách cứu hắn như cô vậy. Trận chiến này nếu không có Tam Lang, chưa chắc đã có kế hay. Huống hồ trong lòng ta, hắn sớm đã là đối thủ không thể thiếu. Đại ân đại đức của hầu gia, Giang Từ ghi tạc trong tim. Hãy đợi tin ta. Nước Quý, Đại Lương, Khánh Khang. Thần bái kiến bệ hạ. Khanh đến rồi. Lần này nước Quý xâm lược, Khanh thấy nên đánh trận này thế nào? Thần đoán cao tu cho rằng biên cương có sơ hở có thể nên vội vã tiến quân, vì vậy chiến tranh nổ ra gấp gáp. Nhưng đại quân tác chiến cần một hơi đánh mạnh, lần hai suy yếu, lần ba kiệt quệ. Thần nghĩ rằng quân ta nên lập tức gãy mũi nhọn của chúng, giành lại đất đã mất. Có vài phần sáng suốt. Thứ lỗi cho thần nói thẳng, nếu muốn một đòn đánh bại, e rằng còn cần kỳ binh. Kỳ binh gì? Liên hiệp với Nguyệt Lạc, đánh úp hai mặt. Nguyệt Lạc chỉ là một thành nhỏ,
làm sao giúp được Đại Lương ta? Nguyệt Lạc tuy nhỏ, nhưng chiếm ưu thế địa hình. Giặc Quý đang tiến vào Lương Châu, Đại Lương, mà Nguyệt Lạc lại giáp với Lương Châu. Nếu có thể mở một mặt trận mới, Nguyệt Lạc, quân ta sẽ có thể đánh bất ngờ, tấn công vào chỗ không phòng bị, đánh bất ngờ, tấn công vào chỗ không phòng bị. Khi trước kẻ phản nghịch họ Lư làm loạn, Nguyệt Lạc anh dũng kiên cường, đại thắng quân trấn viễn của cả kẻ phản nghịch họ Lư, càng dũng mãnh quả cảm, lại đánh bại Lư Dương. Thần nghĩ rằng lần này chống nước Quý, Nguyệt Lạc nhất định có thể giúp Đại Lương ta. Bệ hạ, Nguyệt Lạc nằm giữa nước Quý là nơi Lương gia tranh đoạt, nếu bị người nước Quý thừa cơ chiếm đóng, e rằng Đại Lương ta không chỉ mất cơ hội chiến đấu này, mà sau này biên cương còn bị chặn đứng trong tay người khác. Hơn nữa, Nguyệt Lạc vốn là thuộc địa của Đại Lương ta, dân chúng Nguyệt Lạc luôn ngưỡng mộ bệ hạ, đồng lòng với Đại Lương ta. Nhưng người nước Quý xảo quyệt, giỏi việc khiêu khích, nếu bị người nước Quý thừa cơ xâm nhập, dân chúng hiểu lầm về nhân đức của bệ hạ. Những năm qua Đại Lương ta đỡ Nguyệt Lạc, chẳng phải là uổng công may áo cướp cho người khác gả đi sao? Bệ hạ, thần từng sát cánh chiến đúng tướng sĩ Nguyệt Lạc, biết rõ dân chúng Nguyệt Lạc trung thành gay gắt, không phải hạng bỏ trốn chưa cha đấu đã hàng, có thể đảm đương trọng trách, tổ đổ sẽ không còn trứng lành. Xin bệ hạ cho người Nguyệt Lạc một cơ hội, bố trí binh mã, xem xét tình thế. Bùi Diễm, Khanh quả có tài dẫn quân, vị trí thống soát có thể giao cho Khanh. Thần hoảng sợ, thần nguyện xông pha tiên phong, giữ bờ cõi ta, nêu cao uy danh nước Lương, đánh một trận thắng đẹp cho trẫm, trẫm sẽ trọng thưởng. Thần tuân chỉ. Thần mạo muội còn cầu xin bệ hạ cho phép vệ chỉ huy sứ cùng dẫn quân. Vệ chưa? Trong trận chống Lư Du, công lao của vệ chỉ huy sứ không nhỏ, tài thống soái không kém thần. Hiện đang là lúc dùng người, nếu có vệ chỉ huy sứ tương trợ, ắt như hổ mọc thêm cánh, càng tăng thêm cơ hội chiến thắng. Khánh Khang, Lương Châu, thành Nguyệt Lạc. Tam Lan, Vệ Chiêu, Vệ Chiêu, Vệ Chiêu, Vệ Chiêu, Tam Lan, được cùng Tam Lan sát cánh chiến đấu là phúc của ta, đa tạ thiếu quân. Sao thiếu quân lại nói vậy? Người Quý khởi binh, bệ hạ muốn gặp ngươi. Trải qua sinh tử chiến đấu, Tam Lan vẫn anh dũng như xưa. Người Quý đến xâm lược biên cương nguy cấp, trong lúc sinh tử tồn vong, nếu Đại Lương sụp đổ, Nguyệt Lạc làm sao thể may mắn tồn tại. Bùi Diễm tiến cử Khanh, trẫm cũng chuẩn bị cho Khanh một cơ hội lập công chuộc tội. Vệ Chiêu, nguyện xông pha giết giặc, không phải để lập công chuộc tội, chỉ để bảo vệ bình yên, thiên hạ thái bình. Tốt, trẫm phong Khanh làm thông lĩnh tiên phong doanh. Đến đây. Đây là thánh dược trị thương,
có thể giúp Khanh chóng hồi phục như cũ. Đại lương tang này có thể chuyển nguy thành an, che chở Nguyệt Lạc. Trông chờ vào Tam Lang rồi. Điện Hoàng Thái. Tiểu Từ, giữa chúng ta không cần như vậy. Hầu gia có thể không nhận, nhưng Giang Từ không thể không bái. Tam Lang sẽ nhậm chức lĩnh tiên phong doanh, dẫn đầu tử sĩ xông pha trận địa, xông pha tiên phong. Hầu gia, ta có thể theo quân ra trận, ta có thể làm quân y. Quá nguy hiểm, ta sẽ đưa cô đi nơi khác an toàn hơn. Hiện nay chiến sự đã nổ ra, còn chỗ nào an toàn? Ta có thể làm đại phu, ta đi cùng các ngài nhé. Đừng sợ. Hầu gia, trưởng quầy, tiền ông chạy một chuyến đến đây. Hầu gia, ngài đừng nói vậy. Tiểu nhân có thể cho hầu gia một bát mì thịt cừu, đó là phúc của tiểu nhân. Tiểu Từ, ngồi đi. Ngày đó đã nói sẽ có cơ hội, vậy mà một cái chớp mắt đã đến hôm nay. Sắp phải ra trận rồi, không biết khi nào mới có thể về. May quá, vẫn còn nóng. Tiểu Từ, anh đi. Chẳng lẽ Tiểu Từ không chịu ăn chuộng bữa mì với ta sao? Hầu gia, ngài đợi chút. Cuối cùng Tiểu Từ cũng chịu cho ta cua nướng rồi. Hầu gia chân thành với Giang Từ, Giang Từ cũng báo đáp bằng chân thành, nên ta dùng cua nướng này để cảm tạ mì thịt cừu của hầu gia. Chỉ là lòng chân thành lại lòng chân thành. Chữ ế tình nghe này quý ở chỗ vững bền. Ta đã trải qua bao lần sinh tử, sớm đã rõ ràng tâm ý, cả đời này không hối tiếc, không thay đổi. Tiểu Từ, nếu có thể quay trở lại quá khứ, không có những phong ba bão táp này, muốn mãi mãi ở bên ta không? Hầu gia ở trong triều, còn Giang Từ có chí lớn nơi giang hồ. Thực ra từ lúc bắt đầu đã định sẵn kết cục, chính ta đã tự tay chặt tình cảm với Tiểu Từ, nhưng hầu gia vẫn cứu ta không biết bao lần. Ba người chúng ta đã đấu tranh công khai hay bí mật bao nhiêu lần, lại giúp đỡ lẫn nhau bao nhiêu lần. Chuyện đến mức này đã nhiều không đếm hết. Nếu phải nhớ, khi bằng hãy nhóm đó ở Lãm Nguyệt Lâu, năm người chúng ta vui vẻ uống rượu, thế nào? Nào.
bất kể bạn hay thù, mặc kệ ân oán. Tiểu Từ thấu hiểu như vậy, khiến Bùi Diễm sáng tỏ. Hồi đó cô nếu có thể không đánh nhau, mọi người đều có thể cư lạc nghiệp thì tốt biết bao. Tiểu Từ, ta nhất định sẽ dốc hết sức bình sinh làm dịu cuộc chiến này. Hầu gia lo nghĩ cho thiên hạ, vậy thì Giang Từ dùng cua thay rượu, chúc hầu gia thắng lợi trở về. Hầu gia, mời. Dùng mì thay rượu. Tiểu Từ, mời. Ánh tà dương ung dung hưng thể còn quyến luyến, trăng đã hé úa, sương động trên thanh kiếm, dây trên cung tên, trói buộc người lại. Gió mưa về phương Bắc, đàn nhạn về phương Nam, ai có thể gặp lại đây? Hướng nhìn núi xa xôi, hoa rơi cả một vùng, nhuộm lấy dòng chảy tháng năm. Lúc đó mọi chuyện bình thường, lại để đời này mờ mịt uổng phí. Năm tháng nhạt nhòa, vội nói lời từ biệt. Lúc đó mọi chuyện bình thường, bất chợt nhìn về trong gió, hình bóng xưa nhạt phai, giờ đang nơi đâu? Lúc đó mọi chuyện bình thường, nhưng nhìn lại cứ như một giấc mơ. Xa nhau lại chẳng quên nhau, không phụ thời gian. Lúc đó mọi chuyện bình thường, nhưng chỉ trong chớp mắt nếm bao thăng trầm. Tuy thế gian vô thường, vẫn mong người bình an.